Ok, thì sau một năm thì bây giờ chúng ta lại gặp nhau ở một năm mới, đó chính là năm 2021. Thì các bạn có thể thấy là mình đi một chiếc xe khác rồi đúng không? Mình không còn đi chiếc WinX nữa. Ok, thì năm mới này có gì? Năm mới này có, đó là mình đã không còn làm việc với kia nữa. Tức là những cái cung đường mà quốc lộ 26 mình hay quay cho các bạn xem thì hiện nay là chúng ta sẽ không còn xem những cái cung đường nữa các bạn ạ. Sau 6 năm mình công tác và làm việc dưới kia đó các bạn, thời gian cũng khá là dài đúng không? Bây giờ mình về nhà mình làm, tiếp tục công tác ở đây. Ok, thời tiết ở đây rất là lạnh các bạn ạ. Lạnh cực kỳ luôn, lạnh như Đà Lạt luôn. Ok, thì nhiều bạn hỏi là chiếc Win X của anh đâu, chiếc Win X của em đâu, rồi chiếc Win X của thầy đâu, sao không đi gì nữa. Thì mình cũng nói luôn là chiếc đó này với mình đã chia tay rồi các bạn. Mình đã chia tay chiếc Win X yêu dấu của mình rồi, chiếc Win X độ tào lao của mình. Nói chung chia tay trong tiếc nuối. Có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều điều tiếc nuối đối với chiếc xe, tại vì nó đã gắn bó với mình qua một khoảng thời gian khá là dài, cũng không thể dài bằng chiếc Winner 150 được, nhưng mà nó có rất nhiều kỷ niệm với mình. Mỗi khi nhìn về chiếc xe thì mình lại có những cái kỷ niệm ùa về các bạn, những kỷ niệm về cuộc sống, về tình yêu, về tất cả mọi thứ nó đều nằm ở chiếc xe. Nói chung là khi mà chia tay thì rất là buồn. Thực sự thì bây giờ mình không có xe nha các bạn. Đây là chiếc xe của anh mình cho mình mượn đi tạm. Tại vì kinh tế khó khăn mình không có xe để đi. Thì mượn được chiếc xe đi là cũng hạnh phúc rồi. Và chiếc mình đang đi là chiếc Airblade 2015. Đời này chạy rất là ok chứ không phải chiếc Airblade đời hai kia 2012 đời đầu bự đó đâu. Đời nó khá là tệ các bạn. Sáng sớm đường đông quá. Ok, thì không ai mong muốn là sẽ chia tay chiếc xe của mình. Nhưng mà tại vì nhiều lý do, và cuối cùng lý do lớn nhất là nợ nần chồng chất nên mình bắt buộc mình phải bán xe các bạn. Nhiều bạn hỏi mình là chắc có lẽ là tại vì mình bán đi để chờ chiếc Exciter 155 VVA. Nhưng thực sự là mình không còn tiền để chi chi trả và trang trải cuộc sống, nên mình bắt buộc phải chia tay với em nó trong một sự tiếc nuối rất là nhiều. Qua những ngày mà trải nghiệm đi xe tay ga, có một cái đặc điểm rất là thú vị, đó là nếu mà đi xe tay ga thì rất là sướng. Sướng ở cái đặc điểm nào? Sướng à, không phải vào số, dậm số, đi một tay ga chạy ầm ầm ầm, đổ xăng khỏe, rồi đi vi vu nhẹ nhàng, đi rất là tiện. Nói chung là có cốp nữa, cực kỳ tiện lợi. Nếu mà các bạn đi công việc làm việc thì đi rất là tiện lợi, rất là thoải mái luôn. Ok, thì Honda đang có cái sự kiện là giảm 5 triệu đó các bạn. Giảm 5 triệu trực tiếp vào sản phẩm đó. Bây giờ giá xe khá là rẻ luôn á. Nhìn người ta đi mà mình cũng cảm thấy nhớ xe và thèm chiếc xe của mình. Ôi, chiếc xe yêu quý. Nó trải nghiệm với mình rất là nhiều cung đường các bạn. Đi máy rất là khỏe, chạy rất là sướng, chạy đường xa rất là sướng, êm, đầm chắc. Khi mà mình chuyển qua những cái xe như xe xe ga này á, sướng thì có thiệt, nhưng mà cái cảm giác của chạy xe tay côn thì nó không bao giờ có. Mình rất là thèm. Nên là dự định của mình là trong 1 2 tháng tới, hoặc là trong khoảng thời gian tới, thì mình sẽ tìm mua một chiếc xe mới. Chắc chắn là không phải xe mới, chắc thì mình cũng sẽ mua lướt thôi, mua hàng lướt thôi, tại vì mình không có đủ tài chính để có thể mà mình mua được xe mới. Có thể là mình mua những dòng xe cũ, Exciter 150 cũ chẳng hạn. Mình cũng hướng đến R15, R15 V3.
thì giá dao động của nó 53 triệu thì đối với hàng lướt thôi, tầm 5x đổ lại á trở lên á thì cũng khá là hay. Nhưng mà theo mình quan sát tìm hiểu thì chiếc đó chỉ đi được một mình thôi và cũng rất là bất tiện. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nó 50 triệu trở lên thì đối với mình cái số tiền đó bây giờ là mình rất là khó khăn, mình không có thể khả năng chi trả. Bây giờ xe cũng đi mượn thì bảo là mua xe mới thì rất là khó các bạn ạ. Rồi thì chắc chắn là mình sẽ phải mua lại, chứ cảm giác đi xe Tay Côn nó vẫn có một cái sự phấn khích và một cái sự gọi là cả làm cho mình đi nó thích thú hơn các bạn. Đi xe tay ga thì nó cứ trầm ngâm quá, nó đi cứ từ từ á, nó trầm ngâm quá, nó nhẹ nhàng quá nên là cũng khiến cho mình không thích. Mà theo quan sát thì như cái đầu xe này nó hơi vẹo vẹo qua một bên hay sao ta. Ok thì qua những ngày trải nghiệm của mình á thì mình thấy chiếc xe này đi chợ, đi chơi, đi chở bạn bè, chở người yêu thì được, chứ còn đi xa thì rất là chán các bạn ạ. Tại sao chán? Tại vì tốc độ của nó không có được cao lắm, giải tốc độ của nó chỉ ở khoảng tầm 80-90 là ok. Thì trong khoảng thời gian khoảng tốc độ đó thì nó chạy rất là mượt mà, nhưng mà khi lên hơn thì nó bị hụt ga, yếu. Và nói chung là lúc đó bạn sẽ thấy chiếc xe của mình nó yếu lắm. Chứ còn như mình chạy chiếc Winner X thì càng lên cao càng sướng các bạn, chạy càng đầm. Trong cái khoảng thời gian mình đi rất là nhiều, gió thổi mà đi chiếc này á có tình trạng là lắc này, tại vì nó giống như là cái độ cân bằng của nó không ok lắm. Còn chiếc Winner X thì mình đóng 100-101, mình chạy rất là đã, rất là phê. Và tình trạng của cái xe này là cái phuộc nó cũng không ngon lắm, tại con đường mình đi làm thì rất là dở, đang sửa nữa, đi làm rất là khó khăn. Thì đi chiếc Winner X rất là sướng, khỏe, nhưng mà đi lại chiếc này thì nó hơi gọi là yếu đuối, mỏng manh một xíu, và gầm nó cũng thấp, bánh nó cũng nhỏ nữa. Trong khi các bạn đã đi quen một cái phân khúc nó gọi là không phải là cao thì xe này 125, còn xe kia 150, và xe số và xe ga thì tất nhiên nó sẽ khác nhau rồi. Thì khi các bạn chạy, các bạn sẽ cảm giác được là chạy xe côn nó sướng như thế nào và chạy xe ga nó sướng như thế nào. Thì nếu như mà so với SH thì cũng không thể nói được. Mình đang so với hai chiếc xe mình đang sử dụng thôi nha. Thì các bạn sẽ nói là sao không so SH, không so với NVX 155 đi chẳng hạn, thì cái đó thì mình không có thể nói được, tại vì mình đang so với những chiếc xe mà mình đang đi, mình đang sở hữu thôi. Chiếc này chạy ổn và nó không ồn ào như những cái chiếc đời 212. Các bạn có thể tìm cái đời 212, chiếc xe đầu bự các bạn, chiếc xe đó chạy rõ là chán luôn. Và chiếc xe này đã được thay một cái còi của Exciter 150 nên là tiếng còi nó rất là bá, còi rất to. Người đi đường các bạn nghe này, đấy, còi Exciter của Yamaha. Mình thích Yamaha ở có những cái mà Honda không có, nhưng mà so về cái cặp phuộc của dàn chân của Honda thì mình vẫn đánh giá nó 10 điểm, rất là ok, rất là cứng cáp, khỏe. Ok, video của mình đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo của mình. Bye bye. Bây giờ đi xe tay ga là trở thành người lương thiện này. Đi 50 thôi, không dám đi quá hơn đâu.